Dạ, Thanh xin mến chào với toàn thể cô bác anh chị em. Thì hôm nay cũng được sự giới thiệu của anh An Nhàn miền Tây ở khu vực đây, thì cũng đến với một cái hoàn cảnh cũng khá là đặc biệt khó khăn. Một người mẹ già phải đi lao động ở trong bệnh viện để nuôi một người con trẻ phải nằm liệt giường cũng như bệnh ở đây. Thì hôm nay đến với đây là mình cũng đi với kênh Minh Thác Sơn Huyền Bí và anh An Nhàn miền Tây ở nơi đây. Rồi, chào Minh, chào anh An Nhàn nha. Xin chào khán giả của kênh Thanh Nhàn Mấy Núi nha. Rồi thì hôm nay thì cái hoàn cảnh của mình là ở đây là như thế nào với anh An Nhàn? Thì ở đây là có một trong đây là có một người anh. Ngày nay đấy cũng khoảng 35 tuổi rồi. Ảnh hiện tại giờ ảnh đang bệnh rất nặng. Ảnh đang ở dưới mẹ già. Nhưng giờ ảnh không còn khả năng lao động nữa. Mẹ ảnh cũng hơi tuy già nhưng mà cũng còn đi đứng rồi lại cũng chăm sóc ảnh được, nhưng mà không có nhà, không có điều kiện mang ra tiền đó. Dạ. Rồi thì hôm nay được sự giới thiệu của anh thì đến để thăm hoàn cảnh gia đình cũng như trao cho anh một số tiền từ mạnh thường quân của Minh ha. Thanh tiến vào trong cái khu nhà của cô ở trên đây nữa vì. Dạ rồi con chào cô ha. Chào anh mình. Thì con được biết thì cái hoàn cảnh gia đình của mình đó cô, thì cũng rất là khó khăn, cũng như là cô đi làm ở bệnh viện đồ để mình rửa chén ở bệnh viện hả cô? Dạ thì cũng nghe được sự giới thiệu của anh An Nhàn cũng như kênh Minh ở đây cũng đã đến rồi và quay cái hoàn cảnh gia đình của mình. Thì hôm nay con cũng đến sẵn đây cũng chung tay để chia sẻ thêm một cái clip này và cho cô bác cộng đồng ở trên kênh Thanh Dùng Bảy Núi xem thêm. Rồi hiện tại thì cô cho con hỏi năm nay là mình bao nhiêu tuổi rồi cô? 70 rồi. Cô 70 tuổi rồi. Ồ. Còn anh trai này? Em 32. 32 tuổi hả? Dạ. 32 tuổi. Hiện tại thì anh bị bệnh gì vậy cô ha? Em bị lở lét. Anh nói anh bị bệnh gì anh? Bị lở lét à. Lở lét hả? Lở lét ở sau lưng ở đít á. À, ở sau lưng á hả? Lở lét với bị cái lở giò nữa. Trời ơi. Rồi nó lở lét rồi với phần em bị động kinh á. Dạ. Động kinh giật á. Với phần bị bao tử nữa. Rồi nó bị lở lét rồi động kinh giật. Rồi nó có lỗ nó bự lắm bà phản bị lớn nè, rồi nó bị lủng tới xương luôn. Rồi trời nó ơi. Bị nhức dữ dằn lắm. Nhức giò, nhức sau lưng á. Rồi với nhức giò nó bị gần 4 tháng nè. À. Rồi nằm ở nhà mua thuốc uống đã đỡ vậy không? Có thuốc thì nó nhức hoài vậy. Vậy là cái căn bệnh của mình là có được bao nhiêu tháng rồi em? 4 tháng rồi. 4 tháng rồi hả? Bị lở là 4 tháng rồi. À. Rồi bị động kinh năm nay nó gần 7 năm rồi. Trời ơi. Động kinh giật đó. Động kinh là 7 năm. Động kinh giật. Rồi bây giờ hiện tại là em nằm một chỗ luôn hả? Rồi nằm một chỗ rồi. Tại không có tiền đi điều trị đó. Rồi uống thuốc đã đỡ cho giảm đau rồi không à. Trời ơi. Trời ơi. Rồi bà mẹ em thì bà ấy đút. Chứ hai đồ giặt cho em có bà mẹ già bà lo mà. Rồi với phần nhà gì không có. Bà mẹ em chăm sóc thì tối ngày vậy hoài đó. Thì em năm nay là 32 tuổi. Yeah. Trời ơi, chàng thanh niên 32 tuổi mà bây giờ phải nằm liệt giường. Thì nhờ cái sự chăm sóc của một cái người cô cũng như người mẹ ở đây là 70 tuổi rồi. Tay bà đang bị gì bà? Đi mua cơm, té nè. Rồi bị cơm cho em rồi bị té hả cô? À. Té bị chặt té. Tay bung răng. Bung răng luôn. À, bị chặt tay rồi hả? Sáng ngày nào bỏ thức sớm mua cơm mẹ. Ngày nào cũng mua cơm với cháo.
Dạ. Thì trong gia đình của mình đó là chỉ có hai mẹ con hả dì cô? Dạ. Anh có thể chia sẻ một chút cái hình ảnh về cái cơ thể của mình cũng như là mình bị cái gì để cho cô bác mình có thể xem được không anh? Nó có dữ tợn không? Nó giờ nó khô, nó đã đỏ rồi, có tại có gỡ đó, quay được. À. Đã em giặt ha, anh quay được. Như vậy là anh không có mặn quần hả? Có mặn quần mà khỏi rồi. Nó nằm ở trong kẹt hay sao anh? Nó nằm ngay cái đít đó, cái đít nó hé đó, mà nằm trên đó. Vậy hả? Dạ. Là như trong đó là cái vùng nhạy cảm mình... Chăng chỗ mà hai cái đường, cái đường mà đi lên đó. Cái mí này là ngay chăng em. Trời ơi. Luôn đi nè. Nó lỡ gần sát đít luôn. Là cái căn bệnh này là anh nói là cái căn bệnh gì nãy em? Mà bị lỡ đít đó. Lỡ lét mình á. Lỡ lét hả? Rồi mình có đắp thuốc hay là mình uống thuốc gì không anh? Em có bị có rửa, có ông cậu ở ông cậu ruột á, bữa nào cũng lại ông rửa hết trơn á. Không rửa là nó bị nhiễm trùng. Trời. Rửa cho đỏ vậy thôi mà nó còn nhức hoài à. Rửa với uống thuốc cho đỡ cho giảm đau vậy đó. Vậy là cái căn bệnh này nó đã hành mình là bao nhiêu lâu vậy? Là 4 tháng rồi. 4 tháng trời rồi. Nó hành rồi nó nhức cưỡi dần lắm mà nó đau. Rồi. Bây giờ là không có đi đứng gì được hả? Không à, nằm chỗ ngoài có bà mẹ lăn qua lăn lại, nhích người kia hai đồ đó. Rồi bà hàng ngày bà lau chùi cho em này kia, đút cơm rồi cởi áo cho sạch sẽ này kia vậy đó. Chứ em đi vệ sinh cho em không à. À, nếu anh có ngại không ngại thì có thể chia sẻ cái hình ảnh này cho bà con mình xem luôn không? Được. Rồi. Mà okay. Cỏ ra cho mình không mà. Ngang qua cỏ kéo xuống nè. Kéo nhẹ nhẹ thôi. Kéo xuống. Nó đụng mạnh là nó đau hả? Sao em kéo được. Em chỉ đau một xíu mà. Chịu không? Trời ơi coi nè. Thì giờ lý do hình ảnh nhạy cảm thì mình cũng không có quay gần, chỉ quay cho anh chị em mình hình dung được chút đỉnh này thôi. Vì thì nó nằm hiện tại là nằm ngay chân cái trung tâm của cái gần cái hậu môn của mình ha. Dạ dạ. Ờ. Dạ được anh ơi. Nó gào nằm gần cái trung tâm của hậu môn, bây giờ thì không có ngồi được luôn ha. Dạ. Trời đất ơi. Tại bị quá trời nhất rồi nó hành xương á. Rồi nó căng cái răng mình nó. Hay tội nghiệp hoàn cảnh. Cô thì năm nay cũng đã 70 mà cũng đi làm ở trong bệnh viện để kiếm chút ít đồng đồng dư. Một ngày cô đi làm ở trong đó là bao nhiêu vậy? Không anh, nhằm khi có bà có chế người nào thương bà hay bà tội nghiệp á. Nhằm khi có tiền người ta cho bà 5.000, 10.000. Này kia chút đỉnh đặng bà giờ bà mua đồ ăn cho em này kia đó. Khi không có gì thôi, không có gì thì nhà nó cháu trắng ăn. Trời ơi. Đâu quá. Ở rửa chén rồi quét dọn vô bệnh viện thôi. Một ngày đi rửa chén rồi bà con cô bác thương tình là cho chỉ được 5.000, 10.000. Nhằm khi có người cho 20, nhằm khi ít tùy heo á. Rồi như vậy rồi. Nhằm khi không có nữa. Mình lấy cái gì đâu mà mình để mình sinh hoạt hàng ngày như là thuốc thang để lo cho anh ở đây. Thuốc thang thì có ông có người cậu thì ông cũng nghèo nữa rồi ông xuất tiền ra ông cũng khổ ông mua chút thuốc cho uống gì đó. Dạ. Cho đỡ đau ông cậu ruột. Chứ không có tiền mà đi bệnh viện. Cái tay của mình nó giống bị gút hay gì, bị chuột gút hay gì? Em bị co giật anh. Bị co giật hả? Co giật nó co lại vậy nè. Bây giờ đỡ một lần nó co lại luôn. Trời ơi. Nó gung hoài á. Gân nó gung. Giống như nó bị giật cái gân lại hả? Đúng rồi, nó giật gân nó co rồi. Nó động kinh em không biết thì nó giật rồi. Trời ơi. Rồi nó xẻo em giật nhiều lần lắm rồi. Bị động kinh ha. Rồi bác sĩ nói là cái bệnh động kinh này phải ra thành phố á, rồi nó cho thuốc nó khám, cho thuốc có to dài á, rồi điều trị mới hết cái bệnh động kinh này. Dạ. Đây cái tủ ở nhà đây, kiến thì nó đã bể hết rồi.
thì chúng ta xây cho thì anh có thể chia sẻ cái căn nhà này là của căn nhà này của nhà nước cho anh. Nhà nước cho mình hả? Dạ, nhà nước cho nhà nước vô ngân hàng của Vietcombank đó. Dạ, để em lại em quay thử à. Thấy một cái bảng ở đây nè quý vị. Ngân hàng Vietcombank cũng chu cấp tặng cho cái căn nhà này là được bao nhiêu năm vậy cô ha? Dạ 5 năm. 5 năm rồi hả? Cô mình hơi lãng tay hả sao? Bà, mẹ em rất là hiền á. À. Ít nói hả? Dạ. Ồ. Nhà này cắt được 5 năm rồi quý vị, thì cũng được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân cũng như là ngân hàng Vietcombank đã tài trợ cho cái căn nhà này. Thì tạm thời đó là cái căn nhà này nói chung là cũng khá là ổn định rồi. Còn về phần kinh tế mà để lo bệnh cho nó thì cũng nhờ sự chia sẻ của cộng đồng mạng nữa. Thì bà... Rồi thì để em đi vào trong để mình tham quan cái căn nhà của mình coi có những gì anh ha. Đây. Rồi mình đi vào bên trong để xem cái căn nhà của hai mẹ con đơn thân ở nơi đây nè quý vị. Hoàn cảnh thì thấy cũng khá là tội nghiệp. Bây giờ có một cái sức lao động của một cậu thanh niên mà bây giờ phải nằm liệt giường, không có đi lao động được, phải nhờ sự trợ giúp của mẹ già là 70 tuổi rồi cả nhà. Đây là cái toilet ha. Đây cái toilet. Rồi ở đây gì đâu mà ẩm ướt quá vậy ta. Và một cái bếp khá là đơn sơ. Cái bếp này nữa quý vị, nhìn cái nồi này thấy cũng trời ơi, canh chua cái gì đây nè, chua cá chả. Rồi thì con cũng đã xem một vòng ở nhà của cô ở nơi đây thì cũng không có gì đặc biệt. Giờ cho con hỏi thêm về cái cuộc sống của mình đó cô. Thì khi mà mình đi vào bệnh viện để mình rửa chén rồi đó cô. Thì cái công việc của mình đó là nó có ổn định hay không? Như thế nào vậy cô? Rửa lại cho được 10 ngàn. Dạ. Mười ngàn, hai chục, năm chục. Trời ơi. Cái đồng tiền như vậy là mình thu nhập đâu có đáng là bao để mình lo được cái thuốc thang cho con của mình. Rồi cô đi qua bệnh viện như là bằng xe đạp hay là bằng cái gì cô? Phương tiện của mình đi. Đi tắt. Tắt mà đồng có đi ngang vô huyện luôn. Dạ phương tiện của mình đi bằng cái gì cô? Là bộ. Đi bộ hả? Dạ. Trời ơi, đây mà đi qua bệnh viện cũng xa lắm á. À. Cái bên này để tắt gần thì là qua cái xẹt đó vô viện rửa chén lát về rồi. Về đây mua đồ cho nó ăn, mua bánh canh với cơm nước cho nó ăn. Dạ. Bánh canh với mua cơm nước ăn. Rồi không có đây bớ cơm đường thiện về bỏ về bờ dừng ra cho nó ăn. Rồi có khi mình ăn chay đồ được không cô, hai mẹ con? Được. Cũng vẫn ăn chay được bình thường ha. Ăn được. Không bốn sáng mấy à? Dạ sáng thì phải 6 giờ mình đi. 6 giờ mình đi, cái 9 giờ 10 giờ mới về hôm nay đem cơm rình để về cho nó ăn. Dạ 9 10 giờ thì mình về. Rồi đem cơm từ thiện. Dạ. Có ai đến quay hỗ trợ gia đình mình lần nào chưa cô? Chưa. Dạ chưa ha. Dạ. Rồi, cũng cảm ơn cái sự chia sẻ của cô. Ở đây thì mình quay trở lại cái nhân vật chính ngày hôm nay. Thì anh ơi, thì mình có cái ước mong gì để cho bà con cô bác ở trên cộng đồng mạng á, để mình trị hết cái căn bệnh của mình. Thì em ước mong gì anh? Em ước mong là các nhà hốc tâm là có
giúp đỡ cho em mà có một cái số tiền làm em đi điều trị cho hết bệnh. Để khỏi là em rất mong các nhà hảo tâm mạnh hồng quân rất là nhiều để mình khỏi làm gánh nặng cho mẹ già. Dạ, đàn em có hết bệnh đàn em đi kiếm công việc ổn định nuôi bà mẹ già 70 tuổi rồi. Dạ. Rồi em rất là cảm ơn các mấy anh rất là nhiều đã quay hình ảnh cảnh của em bị bệnh như vậy mà không có tiền điều trị. Thì cũng như ở đây là một cái nhịp cầu nối để đưa đến tay bà con cô bác cũng như trên cộng đồng mạng cùng nhau chung sức để mà chia sẻ những cái mảnh đời kém may mắn. Thì bà con nào chia sẻ được thì không chia sẻ bằng tiền bạc thì có thể qua một cái hình ảnh này chia sẻ bằng một nút like, một nút chia sẻ đến tay Mạnh Thường Quân. Thì biết đâu thì nhiều người gặp được thì mình sẽ gặp một cái người tốt để gieo duyên với gia đình mình. Yeah. Rồi. Dạ thì cũng có. Dạ thì lần trước thì em đến thăm anh thì cũng có chia sẻ đoạn video trò chuyện giữa em với gia đình thì cũng được một cái khán giả ở Đài Loan thương tình đồng cảm với hoàn cảnh của gia đình mình thì có nhờ em đến gửi cho anh số tiền là 2.104.000 đó thì để phụ giúp một phần tiền thuốc thang cho anh. Đấy thì em xin gửi 2.104.000 của một cái chị ở bên Đài Loan gửi cho anh. Anh xin cảm ơn nhiều. Dạ thì cũng không biết nói gì hơn thì em cũng rất là mừng khi mà có người đã đồng hành giúp đỡ để anh có số tiền này để thuốc thang. Thì em biết là số tiền này cũng không nhiều, nó không đủ để mình chạy chữa được cái bệnh này. Nhưng mà trước mắt thì được như vậy thì rất là quý rồi. Thì em cũng mong là trong thời gian sắp tới sẽ có nhiều hơn nữa những quý khán giả đồng cảm với hoàn cảnh gia đình mình để đến đây giúp đỡ cho anh Lẹ. Thì bên cạnh đó thì em cũng mong là anh cố gắng nằm ở đây rồi cố gắng niệm Phật. Cố gắng niệm Phật thì biết đâu sẽ có một cái cơ duyên nào đó thì sự may mắn giống như là một phép màu đi thì có thể giúp mình chữa lành được căn bệnh này để sớm lấy lại sức khỏe để lo cho cô ba. Thì bây giờ thì em chắc là em cũng xin phép anh là về tại vì năm nay đến đây cũng trễ rồi ha. Thì cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ con cũng về nha cô ba. Cô ba giữ gìn sức khỏe nha. Cái tay đó đừng có lao động nặng nha. Cảm ơn quý anh nhiều lắm. Dạ. Rồi thì nãy giờ cũng đến thăm gia đình của mình thì cũng có Mạnh Thường Quân kênh của Minh gửi cho anh số tiền để mình ăn uống hàng ngày. Tuy số tiền nó không có lớn nhưng mà đó là một cái động lực để cho mình có thể mình sống tiếp. Và hoặc mai có một cái cơ duyên nào đó thì đến với mình lần sau nữa thì cầu chúc anh mạnh khỏe cũng cố gắng sống để mà sống tiếp để mình có một cái sức khỏe tốt để mình nuôi cho mẹ già mình sau này. Dạ, cho em gửi lời các anh Hắc Sơn Quyền Bí đã vận động cho em có một số tiền đặng đi điều trị bệnh hút men ăn uống đặng có hồi sức khỏe lại. Dạ. Cho em cảm ơn mấy anh mấy rất là nhiều. Rồi thì cũng xin chào tạm biệt gia đình ha. Và hẹn lần sau nếu có bà con cô bác nào ủng hộ thì mình sẽ đến để mình chung tay để tiếp sức cho gia đình mình nữa nha. Dạ, cảm ơn. Xin chào.